Bây giờ trước khi đi mua súng nữa thì đang ghé chùa Wat Arun. Đã chuẩn bị xong khà rất là vui. À, bây giờ là các bạn đi xem cái dàn nhạc dân tộc đang chuẩn bị để ngày mai làm lễ xong khà. Nãy giờ là đi Wat Arun, còn bây giờ là đi qua Hoàng Cung. Nhưng mà súng nước thì chưa mua được bởi vì mắc đi chơi trước. Chừng nào chơi xong rồi mới mua tới súng nước. Hả? Nói chung đi sao mà tối cái nó đóng cửa luôn khỏi mua súng nước. Nhóm này đang đi mua quạt để ngày mai người ta bắn súng nước thì lấy quạt quạt không phải chơi lấy quạt che chứ không phải chơi súng. Sao mua cái dù luôn đi kìa, che cho nó kín. Đây là cái đoàn đi chơi sổng khàn, chưa mua được cái súng nước nhưng mà mua được cái quạt, chắc ngày mai dùng quạt để né nước chứ không phải bắn súng nữa.
đã đi tới được cái nơi bán súng. Rồi các bạn lựa súng đi. Súng nào? Bạn này thích cây nào? Bạn này? Bạn này chưa lựa được. Bạn này thích cây nào? Anh ấy xem mày. Anh ấy tháo lại khác. Sọn lõi hơn mà. Sọn lõi đều có đài đó. Sứ xì khôn. Anh ấy sọn lõi. Anh ấy khôn Việt Nam ครับ. แล้วพี่เป็นคนอะไร ไม่รู้เวียดนามพูดได้ก็เหมือนเธอพี่อันนี้ดีกว่าอันนี้นะอันนี้มันแพงที่ลายเฉยๆแต่อันนี้ดีกว่าอันนี้ถูกกว่าอันนี้มันแพงกว่า 50 เขามันมีลายสวยมันเป็นลายการ์ตูนแต่ไม่มีลายมันเลยถูกกว่าแต่คุณภาพดีขายดีมากมันจะหมดแล้วลูกค้าซื้อเยอะมากเลยอันนี้ถูกด้วย 200 เอาไหมคะ cái này bé này bảo là cái súng này là ok, rẻ hơn, mạnh hơn, được chưa? 200 sọn lõi xem mày. 200 anh ấy mượn cành xem mày. Anh ấy mượn cành xem mày. Cái này giống cái này khác màu thôi. Anh ấy đi quả anh ấy mình 1,600 anh ấy mình 1,200 hàng cái này อัน นี้ เท่าไหร่ เอา 1,600 ให้เราได้ ดิ พี่ อัน นี้ เท่าไหร่ 25 อันนี้ ให้ 25 อัน นี้ 250 ข้างใน น่ะ ลัง นึง เลย 1,600 อ่ะ ชุ่ม 2 ถึง 1 ดาตีน ดิ ข้างใน นี่ไง